Khi các bạn lướt TikTok gặp những video không thích, các bạn muốn chặn nó nhưng không biết làm như thế nào. Video này mình chia sẻ cho tất cả các bạn nha. Rồi, bây giờ mình sẽ mở TikTok lên nè. Mình sẽ chặn cái kênh này nha các bạn. Các bạn ấn vào cái ảnh đại diện của kênh nè. Tiếp tục các bạn ấn vào cái mũi tên nè, ở góc tay phải. Ở đây thì các bạn chọn chặn. Tiếp tục các bạn chọn chặn. Vậy là xong nha các bạn. Để quỷ chặn cái kênh này, các bạn trở lại cái trang cá nhân của mình ha. Các bạn vào chỗ hồ sơ nè. Rồi các bạn chọn chỗ ba gạch nè. Ở đây các bạn chọn là cài đặt và quyền riêng tư nè. Ở đây thì các bạn chọn là quyền riêng tư nè. Ở quyền riêng tư này các bạn sẽ chọn chỗ là tài khoản bị chặn. Ở đây nó hiện cái kênh mà bạn chặn. Các bạn nhấn bỏ chặn là xong nha các bạn. Rồi, rất là đơn giản ha. Rồi ha, chúc tất cả các bạn thành công. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp của mình. Xin chào.